Chào mọi người, hôm nay là ngày 30 tháng 12 âm lịch, là Tết rồi. Buổi sáng nay mình đang có ý tưởng là mình sẽ đi ra trước đường Nguyễn Huệ, trước ủy ban nhân dân thành phố và công viên Tao Đàn. Thì mình sẽ review lại những cái hoạt động hiện tại. Nhưng mà thấy mình nói qua nhập báo thế ra được phép vào tham quan, nhưng mà phải lúc nào cũng phải đeo khẩu trang và rửa tay và đến đây họ kiểm tra thân nhiệt. Hy vọng mình sẽ có một chương trình review tốt trong chuyến đi tới này. Mình sẽ review hết về phong cảnh đường Nguyễn Huệ và công viên Tao Đài. Bây giờ mở qua lại đi. Ngày 30 Tết. Sáng ngày 30 Tết trước ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Khách sạn Rex Hotel. Kiểm tra như nhà mọi người đi ủy ban nhân dân thành phố tất cả phải đeo khẩu trang đấy. Ủy ban nhân dân thành phố ngày 30/12 để không xảy ra làn sóng dịch bệnh thứ ba trên địa bàn thành phố, ủy ban nhân dân quận 1 yêu cầu các cơ quan đi được đường Nguyễn Huệ trên địa bàn tất cả phải đeo khẩu trang, thực hiện các nội dung sau. Một, chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng khi ra khỏi nhà tại các địa điểm ăn trâu và trâu đất. Biểu tượng một tranh đồng hồ của bé cưỡi châu. Ai bảo chân châu là khổ, tôi chân bò còn khổ hơn châu. Không tụ tập, khai báo y tế theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đang khổ sở. Việc không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 12 nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9. An toàn vận tải. Cập châu. Đồng bào và các bạn thân mến, hiện nay tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Dịch bệnh đã bùng phát trở lại trong mùa đông xuân tại nhiều nơi trên thế giới. Trong nước, tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp tục được kiểm soát. Tuy nhiên, các trường hợp nhập cảnh trái phép từ nước ngoài dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận trong thời gian vừa qua, cho thấy nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát ở trong nước còn rất cao. Nếu chúng ta quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Tuy nhiên, các trường hợp nhập cảnh trái phép từ nước ngoài dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận trong thời gian vừa qua, cho thấy nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát ở trong
ok. Phải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế và cách ly. Khử khuẩn. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế, v.v. Giữ vệ sinh, thao rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách. Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
số lượng từ người này. Còn thơ người hát người trên trường, tuổi còn thơ ngày hơi buổi tới trường, quê hương trên từng trang sách nhỏ, ai bảo chân châu là khổ, tối chân bò còn khổ hơn châu. À, hiện tại tôi đang đứng ở Mỹ Huệ ha. Tất cả mọi người đến đây rất là đông nhưng mà đều phải đeo khẩu trang, rửa tay liên tục, phải đeo khẩu trang. Đây chúng ta còn kiểm tra nhiệt độ, người vẫn có thể ra tham quan đường Nguyễn Huệ. Châu đồi ai thổi sáo vội châu đô đô, chiều yên nghiêng trên mảnh đồi cao, con chuột trắng dân đàn trên núi vịnh tây nghe chim vọng chiều về. Châu đồi đây cặp châu mẹ phẳng, châu là đầu cơ nghiệp. Trời khá là lắng, rất là đẹp cho mọi người đi du xuân. Mỗi năm hoa mai là lại thấy chị đôi đồ. Sau đó sẽ có để chạy tới thành phố Hồ Chí Minh. Giống nha, tàu điện giống đó, giống đó. Sẽ có tàu điện ngầm sớm tới thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nhà khai trương rồi, nhưng mà đọc rap Karem không tin nó ra đây nữa. Đây là Karem thật, đây là chữ Karem. Khá lắng ha, giờ đây vẫn là đông người. Để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 khi có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 900 9095 hoặc đường dây